Lạy Ba Ngôi Thiên Chúa, Đấng Toàn Năng và Nhân Hậu, chúng con đang gồm nhau lòng thiết tha van đài xin. Dình bệnh con chén lớn, nguyện thương xót thế nhân lầm than. Chúa ơi xin chữa lành, Chúa Cha giàu lòng thương xót, này chúng con bao nỗi lầm than. Trong khi dịch bệnh tung hoành, gây biến bao nhiêu là tận tâm. Xin cùng cố đứng tin cho con, cho chúng con ngày đêm tin thắng vào Thiên Chúa tình yêu, hằng quan phòng và tư nhân. Lạy Chúa con là vị thầy thuốc, niềm uy an cho các bệnh nhân. Ra tay chữa lành cho họ, xin uy an gia đình thân quyến. Cho lời khấn chúng con dâng lên, chạm trái tim tình yêu của Chúa, xin gánh lấy khổ đau, hầu cảm nhận Ngài đỡ nâng. Lạy Ba Ngôi Thiên Chúa, Đấng Toàn Năng và Nhân Hậu, chúng con đang gồm nhau lòng thiết tha van nài xin. Dịch bệnh còn tràn lan, nguyện thương xót thế nhân lầm than. Chúa ơi xin chữa lành và đỡ nâng ai khổ đau. Lạy Thánh Linh ngầm tràn lửa mến, nguyện sáng soi ai có khả năng, đem ra phương dương chữa lành, chỉ lỗi cho những người hữu tranh. Cho thầy thuốc gian thân hôm nay, lòng can trương và đầy nhiệt huyết, luôn cứu giúp tận tâm và quảng đại phục vụ bệnh nhân. Lời khấn xin lòng đầy khiêm tốn, nguyện phó dâng lên Chúa quyền năng. Trong tay mẹ hiền nhân lành, ôi nữ vương trên trời dưới đất, xin nhận lấy tiếng con van xin. Mẹ chuyển lên cùng Thiên Chúa, nhờ đấng cứu độ con, người sống lại từ cõi trên. Lạy Ba Ngôi Thiên Chúa, Đấng Toàn Năng và Nhân Hậu, chúng con đang gồm nhau lòng thiên tha van nài xin. Dịch bệnh con chán lắm, nguyện thương xót thế nhân lầm than. Chúa ơi xin chữa lành và đỡ nâng ai khổ đau.